Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Trương Huyền. Chương 3881. Đế Vấn. Sống ra bản thân, mới có thể biểu hiện ra bản thân càng tốt. Cùng nhau đi tới, phân thân vẫn muốn trang bức, mà hắn, chưa bao giờ. Có. Thỉnh thoảng một hai lần, đều chỉ là vì biểu hiện ra bản thân càng tốt mà thôi. Từ chỗ sâu trong nội tâm, vẫn luôn là người thành thật khiêm tốn, kín đáo, chân đạp thực địa, cầu mới thiết thực. Nghĩ đến đây, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trước đó lĩnh ngộ kiếm pháp cũng có thay đổi. Nếu như nói thiên thiên kết, can chàng hiếu tư kích, trá cự thành hôi hòa phong bất chỉ, đồ đái chứ triền miên, giờ phút này kèm theo tâm cảnh thay đổi, trở nên càng thêm rực rỡ, mang theo thẳng tiến không lùi cùng ngạo nghễ. Người thân cần bảo vệ, nhưng mình không thể trở thành nô lệ. Giống như nam nhân trưởng thành, kiếm tiền nuôi sống gia đình là đúng, nhưng không thể bị sinh hoạt trói buộc, đơn thuần vì sinh hoạt mà sinh hoạt. Mà phải dũng cảm tiến tới, sống ra bản thân. Thực lực của mình đến, năng lực đến, muốn bảo vệ, tự nhiên có thể bảo vệ. Không có loại lực lượng này, quá lắm thì cùng chết mà thôi. Có cái gì phải xoắn suýt? Trong lòng dầu dĩ tan ra, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía trước. Song phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai cường giả đỉnh phong nhất chiến đấu, để cường giả ở bốn phía quan chiến từng cái lặng ngắt như tờ, thở mạnh cũng không dám. Thật mạnh. Tiểu hoàng kê cũng lắc lư, trong mắt tràn đầy khó tin. Ngắn ngủi hơn 40 năm, tu vi liền lắng đọng đến loại tình trạng này, Thiên Túng Đại Đế quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Hắn sống không biết bao nhiêu năm, càng trùng sinh một lần, nhưng so với đối phương lại kém một đoạn dài, đủ để chứng minh thiên phú của người nọ. Đã đạt đến tình trạng để cho người ta tuyệt vọng. Cảm xúc xong, nhìn về phía thanh niên bên người, nhìn không được lần nữa lắc đầu. Dường như thiên phú của vị này, so với đối phương cũng không kém chút nào. Thậm chí còn hơn. Có lẽ đi đến cảnh giới như thế, sử dụng thời gian so với đối phương còn ngắn hơn, lại thêm mấy năm, liền có thể hoàn thành. Ngắn ngủi hơn 40 năm, có thể nắm giữ loại thực lực này, quả. Thực để cho người ta khâm phục, bất quá ta còn có một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi có thể phá giải, ta chết. Không phá giải được, ngươi chết. Lạc Nhược Hy thu kiếm nhìn qua, âm thanh băng lãnh lạnh lùng. Ta cũng có một chiêu. Khổng sư nhìn qua, ánh mắt vẫn không có chút rung động nào. Ta chết, mong ngươi thủ vững ước định trước đó. Yên tâm. Lạc Nhược Hy gật đầu. Ta chết, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Tự nhiên. Khổng sư gật đầu. Bắt đầu đi. Nếu đã làm ra quyết định, hai người không nói nhảm thêm nữa, thân thể. Phụt qua, đồng thời động thủ. Một đạo kiếm ý mạnh mẽ vô song tản ra, gậy lơ lửng giữa trời, lực lượng gào thét, ánh sáng của mặt trăng bị hai người va chạm che giấu. Hai vị đại đế đỉnh tiêm đối đầu, để ánh trăng trở nên ảm đạm. Đó là cái gì? Không biết. Hình như là đế quân ở Tự Tại Thiên và Thiên Túng Đại Đế quyết chiến. Quyết chiến ở trên mặt trăng. Nghe nói như vậy. Nếu không ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng trong lúc đó, thần giới không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt trăng có một đạo hào quang chiếu rọi ra, tựa như liệt nhật. Ở dưới hào quang chói sáng, phía trước cây gậy của Khổng sư giống như nhiều ra một dòng sông thời gian, vô số bóng người ở bên trong chảy xuôi, từ xưa đến nay, ẩn chứa mấy ngàn năm, vài vạn năm lịch sử. Mỗi một đoạn lịch sử đều có một Khổng sư. Có tức giận, có ôn hòa, có vui vẻ, có đau buồn. Rất nhiều khổng sư liên hợp cùng một chỗ, tựa như bánh xe lịch sử, nghiền ép mà đến, không thể ngăn cản. Tuyệt chiêu mạnh nhất, Xuân Thu. Một bút là Xuân, một bút là Thu, quán thông cổ kim. Cổ kim tất cả khổng sư, tất cả ý niệm, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, trong nháy mắt, lực lượng lần nữa bạo tăng, tựa như tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Toàn bộ mặt trăng tựa hồ sắp không thừa nhận được loại áp lực dày nặng này, từ không trung rơi xuống. Nham thạch trên mặt đất, ở dưới lịch sử cọ rửa, từng khối trở nên trắng bệch, tiếp đó vỡ vụn. Không người có thể ngăn cản thời gian, mạnh hơn cũng làm không được. Lạc Nhược Hy, không nghĩ tới chiêu này của Khổng sư ẩn chứa thời gian dày nặng, Trương Huyền tràn đầy khẩn trương, vội vàng nhìn lại nữ hài, chỉ thấy nàng nhìn mình một cái,
mang theo quyến luyến, ngay sau đó tú mi hơi dương. Đã sớm chờ chiêu này của ngươi. Trường kiếm run lên, kiếm ý đi ngang qua. Kiếm này, thoạt nhìn bất động tại nguyên chỗ, không có hướng về phía trước, nhưng kiếm ý lại trong chốc lát đâm xuyên qua thiên cổ, ngang qua lịch sử. Thiên cổ một đường. Người là ba chiều, gặp được nguy hiểm có thể trốn, nhưng lịch sử chỉ có một, không có cơ hội sửa đổi, không có cơ hội lựa chọn, không thể né tránh. Kiếm này của Lạc Nhược Hy, chính là nhằm vào nhược điểm này của Xuân Thu, một kiếm đi ngang qua, để người trong lịch sử không cách nào né tránh. Không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy, vẻ mặt Trương Huyền trắng bệch. Vừa còn nghĩ Lạc Nhược Hy đối mặt Xuân Thu lịch sử, khẳng định không ngăn cản nổi, nhưng không thể đoán được, một kiếm lên, lịch sử. Sụp đổ. Lịch sử chính là lịch sử, không thay thế được hiện tại và tương lai. Là ở danh sư đại lục, nàng đạt được Xuân Thu đại điển, nghiên cứu triệt để. Thân thể Trương Huyền lay động. Chiêu này rất rõ ràng là nhằm vào Khổng Sư sáng tạo ra tuyệt chiêu. Lấy bản thân làm trung tâm, lấy lực lượng hư vô mờ mịt xuyên qua lịch sử. Xuyên qua thời gian. Nếu như không được Xuân Thu đại điển, khẳng định không áp chế. Được. Mà tiến vào Khổng Miếu, đạt được đại điển, bản thân giúp rất lớn. Nói cách khác, Khổng Sư thật bị giết, mình chính là đồng lõa. Vội vàng nhìn lại Khổng Sư. Hy vọng hắn có thể trốn đi kiếm này, hoặc có phương pháp phá giải, ngay sau đó nhìn thấy hắn không những không ngăn cản, ngược lại để gậy trong tay xuống. Không! Trương Huyền la hét, muốn xông tới, liền cảm thấy bả vai siết chặt, bị Tiểu Hoàng kê kéo. Hắn ở trong lịch sử và hắn ở hiện tại dung hợp lại với nhau, trong lịch sử bị giết, trên thực tế tương lai đã không cách nào chạy trốn. Đây là thiếu hụt và sơ hở lớn nhất của chiêu này. Không có cách nào cứu lại. Tiểu Hoàng kê vội vàng nói. Nhưng, nước mắt Trương Huyền chảy ra. Hắn biết đối phương nói rất đúng. Lịch sử một đường, một khi mình ở trong lịch sử bị giết, trên thực tế bản thân cũng sẽ biến mất. Xuân Thu rất cường đại, nhưng chỉ cần nắm giữ lực lượng và phương pháp xuyên qua lịch sử, không tính là gì. Chuyện đã đáp ứng ta, đừng quên. Đang lúc khó chịu. Trong tai vang lên thanh âm nhàn nhạt của Khổng Sư, Trương Huyền nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Khổng Sư chậm rãi sụp đổ về phía sau. Kiếm khí gào thét, dòng sông lịch sử sụp đổ, bóng người trong đó một cái tiếp theo một cái nổ nát vụn. Trên thực tế Khổng Sư còn không có ngã trên mặt đất, cũng đã biến thành sương mù. Ngay sau đó, một đạo lực lượng ẩn chứa quy tắc thiên đạo bất ngờ từ trong sương mù xông ra, vọt tới bầu trời. Lạc Nhược Hy lăng không chảo một cái. Sương mù bị nắm ở trong đầu ngón tay, không cách nào chạy trốn. Ầm ầm. Tất cả những thứ này đều trong nháy mắt hoàn thành, lúc này quang mang hai người giao chiến mới ảm đạm xuống, lực lượng cuồng bạo không cách nào tiêu tán, ở trên trời tập hợp thành mây đen, phút chốc mưa to lăn xuống. Tựa như trời cũng khóc. Hai đế giao chiến, có đế vẫn lạc. Khổng Sư, vẫn lạc. Hết chương 3881. Chương 3882. Cửu Thiên Phong Vương Thượng. Nắm sương mù lấy được từ trong cơ thể Khổng Sư, Lạc Nhược Hy dường như cũng không dám tin tưởng. Vị Thiên Túng Đại Đế này, từ khi đến thần giới, liền để vô số người kinh diễm, đế quân sợ hãi thán phục, vốn cho rằng hao hết toàn bộ lực lượng, cũng không thể tổn thương mảy may, không nghĩ tới bị giết như thế. Rõ ràng là chiêu số cường đại nhất của đối phương, nhưng vì sao chém giết dễ dàng như vậy? Cho nàng một loại ảo giác chờ bị giết. Giống như thời điểm bản thân đâm ra một kiếm, đối phương biết không cách nào chống cự, ngược lại giống như giải quyết xong tâm nguyện, trực tiếp trầm tĩnh lại. Lặng im không nói, ngón tay khẽ đảo lấy đi sương mù, lúc này Lạc Nhược Hy mới thở ra một hơi, nhìn về phía cách đó không xa. Nàng yêu người thanh niên kia. Lúc này đang phát điên lao đến, nhìn nguyên khí sụp đổ đầy trời, muốn mời ở lại mời không được. Biết trong lòng của hắn khó chịu và đau buồn, ngập ngừng thoáng cái, đi tới trước mặt. Đây là mệnh, không cách nào sửa đổi. Trưởng khống một phần thiên đạo, tranh đoạt thiên mệnh, ai có thể. Chạy trốn. Ta biết. Trương Huyền nghẹn ngào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không muốn thừa nhận. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Khổng Sư, thật đã chết rồi.
Từ Danh Sư Đại Lục một đường đi tới, hắn là ánh đèn dẫn đường của mình, một mực ở phía trước chiếu sáng con đường đi tới, vốn cho rằng vẫn có thể chiếu rọi xuống, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mới thấy qua lần đầu tiên, liền vĩnh viễn rời đi. Nhớ tới trước đó cùng hắn trò chuyện, mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một nụ cười, tựa như vẫn ở trước mặt, không hề rời xa. Về sau chúng ta cũng sẽ đi con đường này sao? Tranh thiên mệnh, chẳng lẽ nhất định phải một mất một còn? Nhìn về phía nữ hài trước mắt, Trương Huyền hỏi. Ta không biết. Lạc Nhược Hy lãng tránh ánh mắt của hắn. Ngươi biết, chỉ là không muốn nói, ngươi không nguyện ý gặp ta, không nguyện ý cùng ta dây dưa, có phải sợ cuối cùng luyến tiếc ra tay với ta hay không? Trương Huyền hỏi. Ta. Lạc Nhược Hy im lặng. Hoàng Kê, chúng ta đi. Một mực muốn gặp đối phương, chân chính nhìn thấy, lại gặp cảnh này, phát hiện không có lời nào để nói. Nếu như chú định hai người phải chết một cái, hơn nữa là chém giết lẫn nhau, còn không bằng không yêu. Trương Huyền, thấy hắn rời khỏi, trong mắt Lạc Nhược Hy mang theo thảm thiết. Thật xin lỗi, ngươi không hề có lỗi, đây là mệnh của ngươi, cũng là của ta. Trương Huyền lắc đầu, một đường kiên trì đi đến, đều là vì có thể lần nữa nhìn thấy nàng, tìm được nàng. Chân chính nhìn thấy, rõ ràng tất cả, ngược lại cảm thấy không bằng rời khỏi. Gặp nhau lại như không gặp, hữu tình lại giống như vô tình. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt Trương Huyền biến thành màu đen. Hắn tu luyện công pháp Thiên Nhược Hữu Tình, lúc này đối mặt vô tình, suýt chút nữa không chống lại được, lực lượng sụp đổ. Vù, dây chuyền ở trên ngực trở nên ấm áp, một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể, áp chế lại thương thế và công pháp hỗn loạn của hắn. Trương Huyền muốn ném thứ này qua cho đối phương, nhưng chộp vào lòng bàn tay, cuối cùng lại để xuống. Khổng sư bị giết, quả thực không trách đối phương, tức giận với nàng cũng vô dụng. Nếu như khổng sư không chết, nàng sẽ chết, có lẽ bản thân sẽ càng thương tâm hơn. Cuộc quyết đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả, chỉ là ở sâu trong nội tâm, một mực không dám thừa nhận mà thôi. Nhìn về phía nữ hài, thấy hốc mắt nàng đỏ bừng trong nháy mắt, trong lòng Trương Huyền tràn đầy xin lỗi. Thực ra nàng sớm biết kết quả này hơn, lại một mực khắc chế, hưởng thụ lấy tình yêu giống như phù dung kia, không đành lòng từ chối. Nàng so với mình, càng thêm đau khổ. Nhẹ nhàng vươn tay đè ngực, trong thanh âm mang theo kiên nghị. Ta không tin, thiên mệnh chi tranh nhất định phải chết. Ta đi tìm phương pháp, chờ ta. Nếu như nói trước đó tin tưởng vững chắc thiên đạo chi tranh, nhất định phải lấy chết một cái kết thúc, hiện tại đột nhiên không nghĩ như. Vậy, trước đó cùng khổng sư trò chuyện, từng chuyên môn hỏi qua, nhất định phải chết một cái kết thúc sao? Hắn từng nói, những năm này một mực cân nhắc suy tư, phương pháp là có, nhưng có thể thành công hay không lại không biết. Có biện pháp, liền cho thấy có thể tìm được phương pháp giải quyết. Biện pháp gì, lại phải giải quyết như thế nào, chỉ cần để tâm, khẳng định có thể làm được. Không nói cái khác, tựa như khổng sư giả ở thượng thương, dường như có phương pháp lấy ra thiên đạo thư viện. Tuy sau khi áp dụng phương pháp này, mình đồng dạng sẽ chết, nhưng ngộ nhớ tìm được thủ đoạn điều hòa, không chết cũng có thể chóc thư. Viện ra thì sao? Có thể làm được điểm này mà nói. Có phải không cần hy sinh hay không? Tìm phương pháp. Lạc Nhược Hy nhìn qua. Phải, nhất định có thể tìm được phương pháp. Tin tưởng ta, khẳng định có thể làm được. Trương Huyền nói. Tìm không thấy thì sao? Âm thanh của Lạc Nhược Hy run rẩy. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo thản nhiên. Không có cách nào, quá lắm thì cùng chết. Chúng ta đều chết hết, thiên đạo rách nát khẳng định sẽ tự mình dung hợp lại, thần giới khôi phục hay sụp đổ, lại liên quan gì tới chúng ta? Cái này, nhìn thấy nụ cười của hắn, Lạc Nhược Hy sửng sốt, ánh mắt cũng dần dần kiên định. Đúng vậy, chúng ta đều chết hết, còn quản nhiều như vậy làm gì? Sống không chung chăn chết chung huyệt mà thôi. Xấu nhất cũng chỉ là như vậy, bất luận là thương thiên hay vận mệnh, đều không thể tách chúng ta ra. Đúng vậy, vĩnh viễn không tách ra. Hốc mắt Lạc Nhược Hy đỏ lên, gắt gao ôm thanh niên vào trong ngực. Trước đó một mực do dự, một mực lo lắng, biết rõ không thể yêu, lại vui vẻ chịu đựng.
Hiện tại xác định nội tâm của đối phương, cũng xác định nội tâm của mình. Cho dù chết, chỉ cần chung một chỗ, vậy thì sao? Nắm tay lại không sợ hãi. Thiên băng địa hãm, chỉ cần cùng ngươi chung một chỗ. Đã đủ. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện thành tình chồng vợ. Thiên trường địa cửu có lúc tận, hận này kéo dài không hết kỳ. Cảm thụ trên thân thể nữ hài mang tới nhiệt độ, trong nháy mắt, một bài thơ xuất hiện ở trong óc, thư viện rung động kịch liệt, một đạo công pháp bất ngờ xuất hiện. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Biển có thể khô, đá có thể nát, cho dù thiên địa phai mờ, yêu sẽ không biến mất. Ầm ầm. Trên mặt trăng, vô số lực lượng tùy ý giáng xuống, một đạo quang mang bao phủ Trương Huyền, tôn lên như tiên như mộng. Không chỉ như vậy, thần giới trước mắt giống như màn sân khấu, mây đỏ đầy trời, cũng có một cỗ cự lực vĩ đại lan đến, toàn bộ thiên địa biến sắc, trời u ám, mặt đất rung động, giống như tuyên bố một thứ gì đó sinh ra. Vốn Trương Huyền đã đến thần vương đỉnh phong, không phong vương liền không cách nào đột phá lực lượng linh hồn, trong nháy mắt phá vỡ bình chướng. Không có đế quân phong hào, lại đột phá thần vương ràng buộc. Đây là... Tất cả đế quân vẻ mặt đồng thời biến đổi, linh lung tiên tử cách đó không xa thân thể mềm mại run rẩy, âm thanh nhịn không được hô lên. Đế quân không đồng ý, thiên địa tới thừa nhận. Đây là thiên địa phong vương. Chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một vị thiên túng đại đế? Mới. Chín đại đế quân đồng loạt nhìn qua, tất cả đều lặng ngắt như tờ, cả. Đám đều nói không ra lời. Hết chương 3882. Chương 3883. Cửu Thiên Phong Vương, hạ. Hơn 40 năm trước, thiên túng đại đế kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều đế quân đều muốn nhận đến bên mình, ta tay phong hào, lôi kéo đến chiến thuyền của mình. Kết quả huyên náo túi bụi, cuối cùng vì không dẫn phát mâu thuẫn, ước định bất luận người nào cũng không thể tự mình phong hào. Vốn cho rằng như vậy, vị thiên tài này sẽ dừng bước không tiến. Ai biết vậy mà đạt được thiên địa công nhận, để thiên địa phong vương. Năm đó chính là như vậy, mây đỏ đầy trời, giữa thiên địa có một cỗ cự. Lực vĩ đại lan tới. Lần thứ nhất gặp được, tất cả đế quân không biết làm sao, cũng không dám vi phạm. Vốn cho rằng chỉ có một thiên túng đại đế, chỉ xuất một nhân vật có thể khiêu chiến linh tê đế tôn. Không nghĩ tới vị này vừa mới vẫn lạc, một vị khác lại xuất hiện. Thiên địa phong vương, đế quân không có cách nào thay đổi. Cho dù là chín đại đế quân, cũng chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chân chính dưới đế quân, cửu thiên vô địch. Chẳng lẽ đây mới là thiên mệnh? Tiểu hoàng kê ngây người. Mới vừa rồi còn nghĩ. Thiếu gia đột phá loại cảnh giới này, có lẽ còn cần mấy năm lắng đọng, không nghĩ tới thời gian nháy mắt liền làm được. Có cần nghịch thiên như vậy hay không? Miệng lẩm bẩm, suýt chút nữa không có ổn định đạo tâm, lần nữa biến thành một con gà. Vân Ly đại đế cũng mở to hai mắt nhìn, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thân rồng. Linh lung tiên tử càng sợ tới mức hai chân kẹp chặt, nhớ tới trước đó suýt chút nữa giết đối phương, không khỏi run lẩy bẩy. Tuy bọn họ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ quản lý một thiên, trưởng khống phạm vi một thiên mà thôi, vị trước mắt này lại tương đương với cửu thiên đồng thời công nhận. Cũng chính là, cửu thiên phong vương, chú định truyền kỳ lần nữa sinh ra. Thần giới, một nhà tranh không lớn, kẹt kẹt, cửa phòng mở rộng, một thanh niên đi ra, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không nói một lời, khóe miệng lộ ra nụ. Cười nhàn nhạt. Lĩnh ngộ còn nhanh hơn ta tưởng tượng, có lẽ ngươi thật sự đúng. Ta chờ ngươi sáng tạo kỳ tích. U hồn thiên tề ra. Tề dược bất ngờ từ trong bế quan bay ra, nhìn về phía thiên không. Cửu thiên phong vương, vị này là ai? Mây đỏ đầy trời này, hắn biết là cửu thiên phong vương, nhưng cụ thể. Là ai thì không rõ ràng. Xem ra lại là một vị thiên túng đại đế, đáng tiếc không thể trước thời hạn quen biết. Nếu không tới giao hảo, tề gia ta nhất định bất diệt. Tề dược nhìn không được cảm xúc. Thiên địa vận chuyển, thoạt nhìn có quy luật, trên thực tế đối với bọn hắn mà nói, không có chút quy luật nào đáng nói. Sớm biết vị cửu thiên phong vương kia là ai, trước thời hạn giao hảo, đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, trước khi sự tình phát sinh, không người biết được. Đế quân cũng không được, huống chi là hắn.
sẽ là ai chứ? Trong lòng nghi hoặc, tu luyện giả ở thần giới đến thần vương đỉnh phong, toàn bộ hiện ra ở trong óc một lần, nhưng không phát hiện có một cái phù hợp điều kiện. Xem ra vị thần vương này rất biết điều, nếu không không thể không đoán ra được. Tràn đầy cảm xúc, loại thiên phú này, dựa theo đạo lý, hẳn là rất dễ dàng nghĩ tới, giờ phút này nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, đủ để chứng minh vị thần vương đỉnh phong kia khiêm tốn. Thần giới bây giờ, người biết điều như vậy đã không nhiều lắm. Có người giống như lão sư, Cửu Thiên Phong Vương. Trên ngọn núi Khổng Sư cư trú, Tử Huyên Cổ Thánh đứng ở bên ngoài cung điện, nhìn về phía không trung hội tụ lực lượng, vẻ mặt nghiêm túc. Khẳng định là Trương Sư. Trương Sư đạt được Cửu Thiên Phong Hào, xem ra lão sư. Lão sư khẳng định là xảy ra chuyện, có điều lão sư để chúng ta phụng Trương Huyền làm thủ lĩnh, tiếp đó chờ đợi. Làm như vậy, khẳng định có dụng ý và an bài của hắn. Đúng vậy. Mọi người không nói thêm gì nữa. Cửu Thiên Phong Vương, truyền kỳ của lão sư kết thúc, truyền kỳ mới sắp bắt đầu. Hồng hộc, hồng hộc. Miệng lớn thở hổn hển, một thanh niên tránh thoát một con thỏ công kích, thành công chạy trốn vào một sơn động. Thế nào? Trong sơn động, hai nữ tử mỹ lệ vội vàng hỏi. Nếu như Trương Huyền ở đây, nhất định có thể nhận ra, chính là Ngọc Phi Nhi cùng Hồ Yêu Yêu mới vừa từ thượng thương đi lên. Thanh niên trước đó đương nhiên là ca ca của Lạc Thất Thất, Lạc Huyền Thanh. Thông qua thần điện đi vào thần giới, bọn họ giống như Trương Huyền trước đó, cũng rơi vào trên Linh Cơ Sơn. Có huyết dịch của Trương Huyền hỗ trợ, thương thế không có nặng như. Vậy, khôi phục cũng rất nhanh, nhưng vừa mới đột phá thần linh, đối mặt thần giới vẫn rất cố sức. Không đánh lại thỏ, còn kém chút bị nó giết. May mắn trốn nhanh, chẳng qua đêm nay có thể phải đói bụng. Lạc Huyền Thanh cười khổ lắc đầu. Vốn cho rằng thần giới đâu đâu cũng có linh khí, đâu đâu cũng có bảo vật, nằm mộng cũng nghĩ không ra hoang vu như vậy. Cường giả đỉnh phong nhất thượng thương, đến nơi này đánh không lại con thỏ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy tâm tắc. Tốc độ thời gian trôi qua ở thần giới chậm như vậy, không gian áp bức lại lớn như vậy. Không thích ứng đi bộ cũng khó khăn. Các ngươi nói Trương Huyền là làm sao đột phá không gian ràng buộc. Lần nữa tiến vào thượng thương. Thực lực của hắn lại đạt đến loại cảnh giới nào? Hồ Yêu Yêu nhìn không được nói. Cái này. Hai người khác đồng thời lặng im. Đúng vậy, vốn cho rằng thần giới chỉ lợi hại hơn thượng thương một chút mà thôi, không nghĩ tới khủng bố như vậy. Áp lực không gian to lớn như vậy, đối phương là làm sao phá giới vực ràng buộc, đưa đồ vật cho bọn họ. Có thể làm được điểm ấy, thực lực lại đạt đến loại tình trạng nào? Hôm nay ta đi ra, lặng lẽ gặp được một đợt học sinh thí luyện, nghe bọn họ đối thoại, đẳng cấp thần giới chia làm thần linh thượng, trung, hạ tam phẩm, thiên thần thượng, trung, hạ tam phẩm, cùng với thần vương phong hào và đế quân. Hắn đi tới thần giới hơn một tháng, dựa theo thiên phú và tốc độ tu luyện, thế nào cũng có thể. Đến thần linh trung phẩm, còn có thể trở lại thượng thương, hắn không phải không xuất hiện sao? Có lẽ không phải là bản thân xuyên qua, có khả năng chỉ là huyết dịch thông qua tế tự đưa xuống, làm được điểm ấy, có lẽ không khó lắm. Lạc Huyền Thanh dừng lại một chút nói. Ngày hôm nay gặp được tu luyện giả, nghe lén bọn họ trò chuyện, có hiểu rõ nhất định về cấp bậc của thần giới. Biết độ khó tu luyện. Cái này. Hồ Yêu Yêu dừng lại một chút, lắc đầu. Tên này từ trước tới nay không thể theo lẽ thường an bài. Ta cảm thấy hẳn là sẽ cao hơn một chút, vô cùng có khả năng đến thượng phẩm. Hơn một tháng nhảy vọt, trung phẩm, thượng phẩm, hai cấp bậc. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Khó. Đúng vậy, quá khó khăn. Nhưng ta tin tưởng hắn làm được. Ánh mắt Ngọc Phi Nhi kiên định. Có lẽ vậy. Lạc Huyền Thanh gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy toàn bộ sơn mạch lay động, ba người vội vàng lao ra sơn động. Ngay sau đó nhìn thấy mây đỏ đầy trời. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là đế quân mới làm được? Cảm giác là thiên địa công nhận cường giả nào đó, giống như lúc trước Trương Huyền thành thiên nhận danh sư. Không nghĩ tới vừa đến. Thần giới liền thấy cảnh này. Từ hôm nay trở đi, vị cường giả kia chính là thần tượng của ta. Con mắt sáng lên, Lạc Huyền Thanh lộ ra nóng bỏng. Ta muốn lấy hắn làm mục tiêu.
lần nữa đánh bại tiểu tử Trương Huyền kia. Hết chương 3883. Chương 3884. Khổng sư có thể phục sinh. Ở Thánh Tử Điện, hắn cùng Trương Huyền mới quen đã thân, trở thành hảo hữu chí giao. Về sau bởi vì sự tình của muội muội mà bất hòa, lẫn nhau không lui tới, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn xem hắn như đối thủ và bằng hữu. Chỉ là về sau cái tên này tu luyện thực sự quá nhanh, từng tầng đột phá, sáng tạo ra vô số thần thoại. Vốn cho rằng không có cách nào đuổi theo, nằm mơ cũng không nghĩ. Đến, danh sư đại lục, thượng thương cùng thần giới có thời gian chênh lệch to lớn. Đã như vậy, đuổi theo đối phương không khó lắm. Tính cả thời gian thần giới, cũng chỉ tu luyện nhiều hơn hắn một tháng mà thôi, chỉ cần nghiêm túc, cố gắng, đuổi theo tu vi của đối phương, đánh hắn một trận tơi bời, không khó. Đánh bại Trương Huyền. Nghe được hắn tự tin, Hồ Yêu Yêu và Ngọc Phi Nhi liếc mắt nhìn nhau, mỗi người lắc đầu ngươi vui vẻ là được rồi. Trước đó không đuổi kịp, đến thần giới, các nàng cũng không cho rằng có thể đuổi được. Chẳng qua nếu quả thật giống như dự đoán, chỉ là thần linh thượng phẩm mà nói, chênh lệch cũng không lớn, có lẽ thật có hy vọng. Coi như không vượt qua được, cũng có thể đuổi theo bộ pháp, cùng một chỗ tiến lên. Vừa nghĩ tới đó, hai người tràn đầy nhiệt tình. Thật đẹp, vị cường giả đạt được thiên địa công nhận này, cũng là thần tượng của chúng ta. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hai người đồng thời cảm xúc. Không đi quản ánh mắt kinh ngạc của cửu đế. Hai mắt Trương Huyền nhắm nghiền, cảm ngộ biến hóa trong đầu. Thần Vương Phong Hào sơ kỳ. Thần Vương Phong Hào trung kỳ. Thần Vương Phong Hào đỉnh phong. Không đến một phút, linh hồn từ Thần Vương đỉnh phong phổ thông, đạt đến Thần Vương Phong Hào đỉnh phong. Mấu chốt nhất là vẫn không dừng lại, còn tiếp tục tăng thêm. Thiên địa Phong Hào, trong nháy mắt để linh hồn hắn tăng mấy cấp bậc, so với nguyện lực càng khủng bố hơn. Bây giờ không phải là thời điểm đột phá đế quân. Trương Huyền thở ra một hơi, áp chế lại lực lượng linh hồn tiếp tục gia tăng. Cửu Thiên Phong Vương, tương đương với Cửu Thiên Đế Quân đồng thời Phong Hào, lực lượng mạnh mẽ như 9 vị Phong Hào phổ thông điệp ra, tình huống bình thường có thể một hơi xung kích đế quân, nhưng tu vi chân khí của hắn quá thấp, thật muốn làm như thế, dẫn tới thiên kiếp đại đế, có thể đoán được, sẽ bị tùy tiện nghiền thành bột phấn, không có chút năng lực phản kháng nào. Nếu thực như thế, hắn sẽ trở thành đế quân thứ nhất trong lịch sử vừa đột phá liền bị hạo kiếp giết chết. Truyền đi cũng không đủ mất mặt. Cho nên quyết định thật nhanh, trực tiếp áp chế lại linh hồn sắp thăng cấp. Dù sao giờ phút này đã lĩnh ngộ công pháp đế quân, đợi chân khí và thân thể tích lũy đủ, lại đột phá cũng không muộn. Còn tốt, nhìn thấy hắn ở dưới loại tình huống này còn có thể lý trí như vậy, Lạc Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm. Tu vi có đôi khi không phải đột phá càng nhanh càng tốt, mà là muốn một bước một dấu chân, mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Nam nhân của mình, quả thực có quyết đoán và nghị lực mà không phải người nào cũng có. Ta đi tìm phương pháp giải quyết thiên đạo chi tranh, ngươi là cùng ta chung một chỗ, hay? Lực lượng vững chắc lại, Trương Huyền thở ra một hơi nhìn về phía nữ. Hai trước mắt, lần nữa nhìn thấy, hơn nữa hóa giải tâm ma. Tự nhiên không hy vọng tách ra. Ta cần trở về một chuyến. Có một số việc cần phải đi làm. Làm xong ta sẽ đi tìm ngươi. Trong ánh mắt Lạc Nhược Hy mang theo không bỏ. Có chuyện nhất định phải nhanh đi làm. Không cách nào từ chối. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Nhìn về phía tiểu Hoàng Kê. Đi thôi. Ừm. Hoàng Kê gật đầu. Vẫy tay một cái. Hai người đồng thời xé rách không gian. Biến mất tại nguyên chỗ. Lạc Nhược Hy liếc mắt nhìn, cũng theo sát biến mất. Lúc này đại đế khác mới thuấn di rời khỏi. Chiến đấu mới vừa rồi, để cho bọn họ rung động, mà bây giờ, dường như lại lần nữa chứng kiến một vị đại đế mới sinh ra. Nếu như nói trước đó Thiên Túng đại đế, bọn họ còn có ý khác, hoặc lôi kéo, hoặc ra tay ngăn cản trưởng thành, đối mặt vị này, Linh Tê đế. Tôn là bạn gái, bất tử đế quân là thú sủng. Thực sự không dám a hát. Lần nữa trở lại sơn môn của Khổng sư. Trương sư. Đám người Tử Huyên cổ thánh xông tới. Khổng sư. Thần sắc Trương Huyền ảm đạm. Chúng ta đã biết. Tử Huyên cổ thánh gật đầu. Vừa rồi tượng tiên sư trong phòng vỡ vụn. Chúng ta liền biết.
lão sư đã hồn phi phách tán. Nén bi thương. Biết những học sinh này cùng Khổng sư ở chung không biết bao nhiêu năm, tình cảm sớm đã vượt qua cha con, Trương Huyền an ủi. Không có gì phải nén bi thương, chúng ta không tin lão sư có thể rời đi như vậy. Tử Huyên cổ thánh lắc đầu. Trương Huyền sững sờ. Ta tận mắt thấy hắn hồn phi phách tán không phải triệt để tử vong sao? Hồn phi phách tán, tương đương với một người hoàn toàn biến mất, đại biểu triệt để biến mất. Đối phương lại không tin, thoạt nhìn không có bi ai như vậy. Hồn phi phách tán, cũng không đại biểu nhất định sẽ tử vong, u hồn trì của u hồn thiên, không phải cũng có thể phục sinh người hồn phi phách tán sao? Hơn nữa bất tử đế quân, có vẻ như mấy chục năm trước cũng hồn phi phách tán, hiện tại không phải cũng đã triệt để khôi phục sao? Tử Huyên cổ thánh nói. Cái này, toàn thân Trương Huyền chấn động. Đúng vậy, u hồn chỉ có thể mượn nguyện lực, để người hồn phi phách tán khôi phục. Bất tử đế quân cũng có thể sau khi chết niết bàn, thực lực của. Khổng sư có 102 cổ kim, làm sao có khả năng không có hậu chiêu? Buồn cười hắn vừa rồi thương tâm gần chết, có lẽ đối phương sớm đã có biện pháp khác niết bàn trùng sinh. Chỉ là, coi như trùng sinh, vẫn là chính hắn sao? Một nghi hoặc xông ra. Bất tử đế quân, mặc dù trọng sinh, nhưng biến thành tiểu hoàng kê. Dĩ nhiên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, lại không còn là bản thân lúc trước. Xem như u hồn chỉ cũng chỉ có thể khôi phục linh hồn mà thôi. Sinh ra linh hồn, có phải có trí nhớ, ý thức giống như trước kia hay không, ai cũng không biết. Khẳng định đúng. Tử Huyên cổ thánh gật đầu. Vì sao xác nhận như vậy? Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền nhíu mày. Rất hiển nhiên, vị trước mắt này biết cái gì, nếu không sẽ không có biểu lộ như vậy. Đế quân, có thể làm phiền ngươi phong bế đại điện này, ngăn cách ý niệm thiên đạo đi hay không? Tử Huyên cổ thánh nhìn qua. Được. Hoàng kê gật đầu, bàn tay vồ một cái, một cỗ lực lượng bao phủ đại điện ở bên trong, triệt để tách biệt với thế gian. Tử Huyên cổ thánh lần nữa nhìn Trương Huyền. Ta thử một chút. Trương Huyền gật đầu. Đại điện ngăn cách thiên đạo vô dụng, bởi vì bản thân Trương Huyền chính là thiên đạo, trong đầu còn có thiên đạo thư viện. Như lúc trước ở phân bộ của thiên cơ sư, lại che đậy thiên cơ, chỉ cần hắn ở đó, chẳng khác nào bị thiên đạo thăm dò. Tinh thần khẽ động, tinh thần lực mạnh mẽ bao phủ thư viện ở bên trong. Đổi lại trước đó, khả năng không làm được điểm ấy, lúc này lĩnh ngộ. Công pháp đại đế. Làm cũng không khó. Được rồi. Trương Huyền nhìn qua. Thấy triệt để ngăn cách thiên đạo, lúc này Tử Huyên cổ thánh mới thở. Phào nhẹ nhõm, nhìn qua. Trương sư có nghe nói qua lão sư tu luyện một bộ công pháp. Tên Trảm Tam Thi không? Hết chương 3884. Chương 3885. Hậu chiêu của Khổng sư. Trương Huyền lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Chưa nghe nói. Tử Huyên cổ thánh sửng sốt một chút, cau mày hỏi. Vậy Trương sư thấy tận mắt, phân thân của lão sư ở thượng thương, cảm nhận hắn và lão sư chân chính có gì khác biệt? Cái này, thấy hắn hỏi như vậy, Trương Huyền nói. Vị phân thân này, cùng Khổng sư không khác nhau chút nào, bất luận từ chỗ nào, đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở, trừ tính cách. Gia hỏa kia là ngay cả hắn cũng bị lừa gạt. Nếu không phải muốn giết hắn, khẳng định đến cuối cùng cũng khó mà phát giác. Người chỉ cần ra đời sẽ kèm theo trọc khí, trải qua sinh, lão, bệnh, tử, bởi vậy sẽ để cho trong suy nghĩ sinh ra ham muốn, tham lam, xảo trá. Không cách nào trốn tránh. Tử Huyên cổ thánh nói. Trương Huyền gật đầu. Chỉ cần là người, đều sẽ trải qua những cái này, đều có ham muốn. Thánh hiền lợi hại hơn nữa cũng không thể ngoại lệ. Tựa như hắn. Khát vọng tình yêu, hy vọng được người hiểu, mà không phải hiểu lầm, hy vọng ăn được thức ăn ngon, hy vọng thực lực cường đại, hy vọng có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đây đều là ham muốn. Trảm Tam Thi, chính là chém xuống những dục niệm và ác niệm này của bản thân, để bản thân càng thêm tinh thuần. Tử Huyên cổ thánh nói. Trương Huyền cứng đờ. Thật hay giả? Nếu thực như thế, công pháp này cũng quá nghịch thiên đi. Bộ công pháp này. Chúng ta cũng tu luyện, danh sư đại lục, ta từng chém giết qua ác thi, lưu hắn ở chỗ núi liên thông với thượng thương,
trấn áp phong ấn. Tử Huyên cổ thánh nói, nguyên lai đó là ác thi của ngươi. Trương Huyền giật mình, trước đó liền cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng thấy được thi thể của vị trước mắt này, vì sao bây giờ lại thấy đối phương còn sống, náo loạn nửa ngày, thì ra là dùng công pháp trảm tam thi. Loại công pháp này chém xuống thi thể, cùng bản tôn không có gì khác nhau, giống như bản tôn chết, người mạnh hơn cũng nhìn không ra. Thậm chí có thể giấu giếm được thiên đạo. Không sai, ở danh sư đại lục, lão sư chém xuống thiện thi, luyện chế thành một bản xuân thu đại điển, ở thượng thương chém xuống ác thi, trấn áp ở thông thần điện, cũng chính là người ở thượng thương gặp phải. Đoán không sai, lần này hẳn là mượn tay linh tê đại đế chém giết nhân thi. Tử Huyên cổ thánh giải thích nói, thiện thi, ác thi, nhân thi. Người chỉ có chém phá thiện ác thị phi, chém phá bản thân, mới có thể chân chính chém phá chấp niệm, vượt qua bản thân. Tử Huyên cổ thánh nói, lão sư bởi vì vừa ra đời liền mang theo một phần thiên đạo, hơn nữa mỗi dùng một lần, sẽ ở trong cơ thể lưu lại dòng khí màu xám, loại khí lưu này hòa tan vào thân thể và linh hồn, không cách nào khu trừ. Cho nên mới tìm loại công pháp trảm tam thi này, loại bỏ toàn bộ, chân chính đi đến đại tự tại. Thì ra là thế, Trương Huyền giật mình. Khó trách Khổng sư đối với lần chiến đấu này không sợ hãi chút nào, thời khắc cuối cùng, thậm chí từ bỏ ngăn cản, xem ra đã sớm làm xong dự định. Mượn lực lượng của Lạc Nhược Hy chém giết nhân thi, hồn phi phách tán, tương đương với từ bỏ tất cả trên tiền thân, thiên đạo lạc ấn ở trên người cũng triệt để loại bỏ, chân chính siêu thoát. Không hổ là Khổng sư, quả nhiên đại phách lực, đại nghị lực, đại thủ. Đoạn. Nhìn lại trong cơ thể mình đồng dạng sinh ra dòng khí màu xám, hơn nữa càng ngày càng nhiều, sâu tận xương tủy, không cách nào khu trừ. Cho dù giờ phút này lĩnh ngộ pháp quyết vượt qua thiên đạo, đối với thứ này cũng không thể tránh được. Trảm tam thi, muốn thành công nhất định phải giấu giếm được thiên đạo, cho nên chuyện này, trừ lão sư cùng mấy sư huynh đệ chúng ta, hầu như không người nào biết. Lão sư cũng không có truyền thụ công pháp cho những người khác. Hơn nữa phương pháp kia, một khi sử dụng một lần, sẽ bị thiên đạo tự động bù đắp thiếu hụt, không cách nào sử dụng lần thứ hai, cho nên lão sư không có truyền thụ cho ngươi. Sợ hắn suy nghĩ nhiều, Tử Huyên cổ thánh nói. Trương Huyền gật đầu. Thân là người sở hữu thiên đạo, hắn có thể rõ ràng những thứ này. Muốn chóc ra thiên đạo, đầu tiên phải giấu giếm được thiên đạo dò xét, chỉ có làm được điểm ấy, không thể để cho nó có chỗ phát giác. Nếu không căn bản chạy không thoát. Tuy bản thân đồng dạng cần thoát ly thiên đạo, nhưng phương pháp này hiển nhiên không thể dùng lại. Dù sao có một lần, thiên đạo đề phòng, lại sử dụng mà nói, vô cùng có khả năng gặp phải ma diệt, cuối cùng chân chính hồn phi phách tán, không cách nào phục sinh. Lão sư từng cùng chúng ta đàm luận qua Trương sư ngươi, nói người muốn giống như hắn, chân chính siêu thoát bản thân, cần tìm đường ra mới, cái đường ra này. Tuy khác hắn, nhưng bất luận là linh tê đế, tôn hay hắn, đều đã chuẩn bị cho ngươi. Tử Huyên cổ thánh nói. Chuẩn bị. Trương Huyền nghi hoặc, chuẩn bị cho ta làm sao không biết. Tử Huyên cổ thánh nói. Linh tê đế tôn lưu hậu chiêu là cái gì, lão sư không nói, chúng ta không biết, nhưng lão sư lưu lại, ta biết một ít. Bất tử đế quân chính là lão sư cố ý để lại cho ngươi. Cái này. Trương Huyền ngây người. Đây chính là tác phẩm của Khổng sư. Đạt được hồ lô, lấy chân khí tẩm bổ tiểu hoàng kê, lúc này đối phương mới thuận lợi nhận chủ. Tiếp đó mới có tháng trước ở trong ao tu luyện, dung hợp huyết dịch bất tử của đối phương. Trong huyết mạch có loại lực lượng này, nếu thật gặp phải nguy hiểm, có lẽ sẽ giống như tiểu hoàng kê, bất tử bất diệt, trải qua không biết bao nhiêu năm sau, lần nữa niết bàn trùng sinh. Chỉ là... coi như niết bàn lại như thế nào. Vô cùng có khả năng giống như hoàng kê, sinh ra ý thức, biến thành một bộ dáng khác. Không nói cái khác, phân thân giống như mình chia cắt linh hồn, không phải cũng trở nên khác biệt, vô cùng trang bức sao. Giống như nhân bản của kiếp trước, gen lại tương đồng, sau khi sinh ra ý thức vẫn là hai người. Khổng sư lưu lại hậu chiêu, chỉ là để hắn có thể bất tử, nhưng ý thức không cách nào bảo đảm. Vậy Lạc Nhược Hy lưu lại hậu chiêu là cái gì? Trong lòng Trương Huyền hơi động. Nữ hài cho hai loại đồ vật, hiện lên ở trong óc.
Thứ nhất, lệnh phù có thể ngụy trang tất cả. Tuy thứ này rất quan trọng, nhưng cùng ứng đối thiên đạo, thoát ly thiên đạo không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ là mặt dây chuyền kia? Trong đầu hiện lên kiện vật phẩm thứ hai. Trong dây chuyền ẩn chứa một giọt máu, nắm giữ lực lượng xem không hiểu. Chỉ cần ý niệm rơi vào hỗn loạn, thứ này sẽ lần nữa kéo hắn trở về, không đến mức mất bản tâm. Lần thứ nhất, vừa tiến vào thượng thương, cảm nhận được hai loại thiên đạo khác biệt, cùng với công pháp thiên đạo không có chính xác như vậy. Suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, là thứ này kéo hắn về. Lần thứ hai chính là vừa mới nghi ngờ công pháp thiên nhược hữu tình. Hai lần đều ở thời khắc mấu chốt, để ý niệm của hắn khôi phục tỉnh lại, chẳng lẽ thứ này phối hợp trùng sinh mà nói, có thể bảo đảm ý thức của hắn không mê thất. Chỉ là thứ này là Lạc Nhược Hy cho, nếu như đã sớm biết điểm ấy, vì sao còn lo lắng và đau buồn như vậy? Sợ thiên đạo chi tranh, cùng mình phân ra thắng bại. Hết chương 3885. Chương 3886. Nguồn gốc của lão sư. Chỉ có thể ở trước mặt hỏi thăm. Trương Huyền lắc đầu. Bên ngoài, thần giới mạnh nhất là Lạc Nhược Hy, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trước sau cảm giác có một bàn tay lớn thúc đẩy, để cho bọn họ rơi vào vòng xoáy, không cách nào tự kiềm chế. Công pháp Trảm Tam Thi, có thể truyền cho ta hay không? Không đi nghĩ chuyện này, Trương Huyền nhìn qua. Mặc kệ có thể giúp mình thoát khỏi thiên đạo trói buộc hay không, chỉ cần biết loại phương pháp này, liền biểu thị nhiều thêm ba tính mạng, thủ đoạn bảo mệnh gia tăng thật lớn. Hơn nữa còn có thể chém xuống ác thi, thiện thi, nhân thi, trở nên càng thêm thuần khiết, về sau tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bộ công pháp này, muốn tu luyện, giấu giếm được thiên đạo, không thể lưu ở trong trí nhớ. Nếu không sẽ bị thăm dò, chúng ta là rời danh sư đại lục, ở trong không gian loạn lưu, được lão sư truyền thụ. Sau khi luyện qua liền quên mất. Cho dù là lão sư cũng sẽ không lưu giữ pháp quyết ở trong óc. Cho nên công pháp, chúng ta cũng không có. Tử Uyên cổ thánh xấu hổ cười một tiếng. Không phải là không muốn truyền, mà là không có cách nào truyền. Muốn giấu giếm được thiên đạo, chỉ có thể loại bỏ khỏi trí nhớ. Một khi làm như vậy, chẳng khác nào mất đi công pháp, muốn truyền người cũng không làm được. Trương Huyền hiểu được, cười khổ một tiếng. Có chút hiếu kỳ. Bộ công pháp này, là bản thân Khổng sư sáng tạo ra. Chẳng lẽ ở danh sư đại lục hắn liền biết, sẽ có người cùng hắn tranh thiên mệnh. Đây là địa phương hắn kỳ quái nhất. Thời điểm rời danh sư đại lục, hắn còn ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả, vô cùng nương tựa thư viện. Dựa theo đạo lý bình thường, thiên đạo chi tranh, là sự thật phải tới thần giới mới có thể biết, vì sao Khổng sư ở danh sư đại lục liền sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ trưởng khống thiên đạo hữu tự, nắm giữ năng lực biết trước? Tuy lão sư là thánh nhân, thiên tư vô song, nhưng cũng không phải sinh ra đã biết, cũng có người truyền thụ, dẫn đường. Tử Uyên cổ thánh nói. Trương Huyền gật đầu. Khổng sư từ danh sư đại lục liền biểu hiện quá chói mắt, để hắn từng một lần cho rằng, đột nhiên xuất hiện, không cần học tập. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy quá phiến diện. Chỉ cần là người, đều phải có quá trình học tập. Thiên phú của Khổng sư không thể thay thế, nhưng làm sao bước vào tu luyện? Lại theo người nào học được tu luyện, khẳng định có người chỉ. Đường. Giống như bản thân, nắm giữ thiên đạo thư viện, đồng dạng cần Khổng sư chỉ dẫn phương hướng đi tới. Bộ công pháp này, là sư tổ truyền thụ. Tử Uyên cổ thánh gật đầu. Sư tổ. Trương Huyền nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, Khổng sư có lão sư. Trước đó ở danh sư đại lục, truyền thụ kiến thức chỉ gọi là sư. Tử Uyên cổ thánh nói. Là sư tổ xuất hiện, hậu nhân mới đổi, gọi sư phụ thân truyền là lão sư. Trương Huyền không hiểu ra sao. Đối phương nói, cảm giác giống như tơ dối. Nghe như thế nào cũng không hiểu. Chúng ta xưng hô ngươi là Trương sư. Người gọi lão sư của chúng ta là Khổng sư, cũng có rất nhiều người xưng hô ta là Mặc sư. Đều là lấy họ, tới tôn xưng sư phụ. Cái từ, lão sư, này, vừa mới bắt đầu vốn là lão sư, gọi sư phụ của ngài. Về sau bị chúng ta tiếp tục sử dụng, mới truyền thừa đến bây giờ. Tử Uyên cổ thánh tiếp tục nói. Trương Huyền sửng sốt nửa ngày, nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nhìn qua.
Ngươi ý tứ là, sư tổ của các ngươi họ Lão, cho nên gọi, Lão Sư, lúc này mới có chức vị Lão Sư này. Không sai. Tử Huyên cổ thánh gật đầu. Còn có người họ Lão. Trương Huyền cười khổ một tiếng, không truy cứu nữa, kỳ quái nhìn qua. Nếu vị sư tổ kia có thể truyền thụ Khổng Sư công pháp cao thâm như vậy, tu vi nhất định không yếu, sao ta chưa từng nghe qua. Lịch sử ở danh sư đại lục, hắn nhìn qua không biết bao nhiêu lần, cũng có dẫn đường sống như ngoan nhân. Nhưng chưa nghe qua nhân vật siêu tuyệt nào họ Lão. Nghe Lão Sư giảng giải, sư tổ chỉ ở danh sư đại lục thời gian rất ngắn, nhìn thoáng qua, liền ngồi thanh ngưu rời đi, cụ thể đi nơi nào hắn không biết, chúng ta tự nhiên càng không biết được. Được rồi. Xem ra chỉ có thể chờ Khổng Sư phục sinh, mới có thể hỏi thăm rõ ràng. Biết học tập không được Trảm Tam Thi, Trương Huyền đành phải nhìn qua. Không biết trong chư vị, có ai am hiểu luyện đan, trong tay có thần nguyên đan tuyệt phẩm, có thể cấp tốc tăng cao tu vi không? Linh hồn của hắn đã đến thần vương phong hào đỉnh phong, cũng lĩnh ngộ công pháp đột phá đế quân, hiện nay thiếu hụt chính là đan dược tăng lên chân khí và thân thể. Chỉ cần cả hai thỏa mãn điều kiện, tu vi hoàn toàn có thể tới thần vương đỉnh phong chân chính, thậm chí xung kích đế quân. Thân thể đã nghĩ kỹ, bất tử đế quân phục sinh, bất tử dung nham chỉ khẳng định có thể sử dụng, hoàn toàn có thể tiến vào bên trong rèn. Luyện, nhưng chân khí không đủ đan dược, không dễ dàng tiến bộ như. Vậy, thuật luyện đan mạnh nhất thần giới là Phù Giang Thần, thần nguyên đan tuyệt phẩm trong tay cũng không nhiều, có lẽ những năm này Khổng Sư tích lũy sẽ không ít. Thần nguyên đan tuyệt phẩm, năm đó Lão Sư luyện chế qua, sư huynh đệ chúng ta ăn không ít. Hẳn là còn thừa lại mấy trăm viên, ta đi lấy tới. Tử Huyên cổ thánh cười cười, xoay người rời đi. Mấy trăm viên? Khóe miệng Trương Huyền co giật. Không hổ là Khổng Sư, quả nhiên tài đại khí thô. Thời gian không dài, Tử Huyên cổ thánh lấy tới một cái túi vải, tiện tay quăng ra. Đều ở nơi này. Trương Huyền mở ra, sau đó nhìn thấy thần nguyên đan tuyệt phẩm lít nha lít nhít, quả nhiên có mấy trăm viên nhiều. Các ngươi để thần nguyên đan ở chỗ này. Lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Người khác luyện chế ra thần nguyên đan, đều đặt ở trong hộp ngọc hoặc bình ngọc, đối phương trực tiếp dùng túi vải đựng, giống như rác rưởi. Để hắn nghi ngờ có phải cầm tới đan dược giả hay không. Tiện tay cầm ra một viên, há miệng nuốt xuống. Cô 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 cục cục. Một đạo linh khí mạnh mẽ lập tức tản mát ở trong cơ thể, ngay sau đó lấy ra viên thứ hai, viên thứ ba. Không ngừng nuốt xuống. Ngươi, ăn đan dược như vậy. Tử Huyên cổ thánh nhảy dựng. Bọn họ có rất nhiều đan dược, nhưng đây là thần nguyên đan tuyệt phẩm, thực lực thần vương phong hào luyện hóa cũng cần tiêu phí một đoạn thời gian, đối phương mở miệng giống như ăn kẹo đậu. Dược vật nhiều hơn nữa cũng không đủ ngươi ăn a hát. Đang tràn đầy im lặng, liền thấy tu vi của thanh niên trước mắt từ thần vương sơ kỳ cấp tốc đột phá. Thần vương trung kỳ. Thần vương hậu kỳ. Thời gian qua một lát liền đạt đến đỉnh phong, lúc này mới chậm chạp ngừng lại. Đáng tiếc, hiệu quả của thần nguyên đan tuyệt phẩm không còn. Trương Huyền ngừng lại, cảm xúc một câu. Thần nguyên đan tuyệt phẩm đối với thần vương phong hào phổ thông cũng hữu dụng, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, đi đến thần vương đỉnh phong, hiệu quả liền không lớn, thôn vệ nhiều hơn nữa cũng không cách nào để hắn đột phá phong vương. May mắn không có hiệu quả, nếu không còn không ăn hết sao. Tử Huyên cổ thánh tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Huyền cúi đầu nhìn, đan dược trong túi dĩ nhiên chỉ còn lại gần một nửa. Vẻ mặt xấu hổ, gãi đầu một cái. Chủ yếu là Khổng Sư luyện chế mùi vị ăn quá ngon, vị dứa, vị táo, vị nho, không có khống chế, thoáng cái ăn nhiều. Tử Huyên cổ thánh. Hết chương 3886. Chương 3887. Linh khí thủy triều đến rồi. Cùng Khổng Sư một đường đi tới, cũng coi như trải qua mưa to gió lớn, tình cảnh gì chưa thấy qua. Thần nguyên đan tuyệt phẩm, bọn họ ăn một viên, cần luyện hóa 1-2 tháng, đối phương một hơi ăn hơn 100 viên, không những không có việc gì, còn có rảnh rỗi thưởng thức mùi vị tốt xấu, còn vị dứa, vị táo. Sao ngươi không nói vị thận heo, vị cá hố, vị sầu riêng? Đám người Tử Huyên cổ thánh đột nhiên cảm thấy không muốn cùng kẻ. Trước mắt này nói chuyện. Người đây không phải là dạ dày,
là máy thôn vệ đan dược a. Đang buồn bực, lần nữa thấy thanh niên vẻ mặt khát vọng nhìn qua. Trừ thần nguyên đan, còn có đan dược khác ẩn chứa nhiều linh khí hơn không? Tỷ như đan vương, nếu như có, ta có thể dùng tiền mua hoặc mượn dùng. Đột phá đế quân xong lại nghĩ biện pháp trả cho các ngươi. Không còn. Tử Uyên cổ thánh lắc đầu. Lão sư nói phụng hắn làm thủ lĩnh, đan dược gì đó, tự nhiên tùy ý xử. Dụng, chỉ là bọn họ trừ thần nguyên đan tuyệt phẩm, quả thực không có đồ vật cao minh hơn. Năm đó khổng sư đột phá hẳn cũng cần đại lượng linh khí a, là từ nơi nào lấy được? Trương Huyền kỳ lạ. Khổng sư cũng giống như mình, hiệu quả của thần nguyên đan tuyệt phẩm, đoán chừng cũng chỉ đủ đến thần vương đỉnh phong, như vậy hắn lại mượn loại lực lượng nào đột phá đến đế quân cảnh? Linh khí thủy triều. Tử Uyên cổ thánh gật đầu nói. Mỗi 10 năm một lần, một khi đến, đều sẽ xuất hiện đủ loại bảo vật, chúng ta cùng lão sư đều là ở trong thủy triều hơn 40 năm trước tiến bộ. Trương Huyền giật mình. Đã sớm nghe nói qua thứ này, chỉ là không biết tỉ mỉ mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng. Mỗi một lần thủy triều, thần vương phong hào, thần vương không biết vẫn lạc bao nhiêu, chỉ bằng vào điểm ấy cũng có thể thấy được, trong đó ẩn chứa bảo vật nhiều, ngay cả phong hào cũng không thể từ chối. Thậm chí đế quân cũng khó mà duy trì lý trí. Nếu không sẽ không cướp đi rất nhiều học sinh của mình. Lần linh khí thủy triều sau, đại khái bao lâu mới có thể tới? Linh khí thủy triều, đại khái là 10 năm một lần, thời gian cụ thể. Không cách nào xác định, có lúc kéo dài 2 tháng, 3 tháng, cũng có lúc trước thời hạn. Dưới tình huống bình thường, ít nhất còn có nửa năm mới có thể bắt đầu, nhưng vừa rồi cửu thiên phong vương, thiên địa dung chuyển, không có gì bất ngờ xảy ra, thủy triều lần thứ 5, không bao lâu nữa. Tử Uyên cổ thánh ngẩng đầu nhìn không trung nói. Linh khí thủy triều, tuy không có quy luật, nhưng cũng sẽ nhận lực lượng đặc thù ảnh hưởng, cửu thiên phong vương, động tĩnh lớn như. Vậy, linh khí hội tụ ở trên trời, rất dễ dàng biến thành khúc nhạc dạo của linh khí thủy triều. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thần nguyên đan tuyệt phẩm đối với hắn tác dụng không lớn, xem ra chỉ có thể chờ đợi linh khí thủy triều, nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều bảo vật. Lại trao đổi một hồi, Trương Huyền dừng lại 2 ngày, xem xong tất cả. Tàng thư và công pháp của khổng sư, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Linh hồn đến thần vương phong hào đỉnh phong, chân khí đến thần vương đỉnh phong, hiện tại chỉ kém thân thể, căn cứ tiểu hoàng kê thuyết pháp, chỉ cần hắn trở về, bất tử dung nham chỉ liền có thể hoàn toàn khôi phục, đã như vậy, không cần thiết lưu lại. Có hoàng kê, đã không cần sử dụng đại na di truyền tống trận, có thể. Nhẹ nhõm xé rách không gian, đi tới địa phương muốn đi. Mấy hơi thở sau, hai người một kê lần nữa trở lại Linh Nguyên Thiên. Cung nghênh đế quân quay về. Còn chưa tới cung điện mà bất tử đế quân cư trú, đám người hỏa vũ. Thần vương phong hào liền được tin tức, trước thời hạn chờ đợi. Đi chuẩn bị đan dược đầy đủ linh khí, càng nhiều càng tốt. Tiểu hoàng kê khoát tay áo. Vâng. Đám người hỏa vũ thần vương phong hào lui ra ngoài. Một canh giờ sau, lần nữa trở về. Mỗi người mang theo không biết bao nhiêu dược vật chân quý. Đế quân mở miệng, bọn họ sao dám từ chối, nội tình của thần vương phong hào làm Trương Huyền hoa mắt. Mặc dù không có dược vật để hắn tiếp tục tiến bộ, nhưng dùng để luyện chế mấy trăm viên thần nguyên đan tuyệt phẩm lại thừa sức. Siêu tập dược vật lại, tiểu hoàng kê mang theo Trương Huyền đi vào cung điện, thời gian không dài tới một hố sâu thoạt nhìn đã hơi khô héo. Trong hầm, dung nham cuồn cuộn. Sóng nhiệt tập kích người. Bàn tay hoàng kê run lên, vô số linh dược lấy phương thức đặc thù tùy ý rơi xuống. Ở trên không trung liền nổ thành vô số linh khí, chui vào trong dung nham. Tíu tíu. Dược vật tiến vào bên trong, hỏa diễm nóng bỏng lập tức diễn biến thành từng phượng hoàng to lớn, rong ruổi bay lượn, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài. Hoàng kê điểm ngón tay, mấy giọt tinh huyết rơi vào trong đó. Hừng hực. Hư ảnh phượng hoàng trở nên càng cao lớn, cho người ta một loại áp lực từ huyết mạch sinh ra. Chủ nhân, bất tử dung nham chỉ đã chuẩn bị xong, đi vào đi. Hoàng kê khẽ mỉm cười. Trương Huyền nhảy vào trong đó. Xì xì xì. Vừa tiến vào hồ dung nham,
lập tức cảm thấy vô số lực lượng tinh thuần dọc theo huyệt đạo tràn vào trong cơ thể, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch, cùng với cỗ lực lượng này không ngừng phát ra nổ vang. Khoanh chân ngồi xuống, lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thu. Thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tiến bộ. Thần vương sơ kỳ, thần vương trung kỳ, thần vương hậu kỳ, thần vương phong hào sơ kỳ. Sau hai canh giờ, lực lượng gào thét trong hồ dung nham suy yếu xuống, thân thể Trương Huyền không ngừng tiến bộ, rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ bằng vào thân thể, đã có thể so với thần vương phong hào đỉnh phong. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đợt tu luyện này, thân thể có bước tiến dài, trực tiếp từ thần vương sơ kỳ đạt đến thần vương phong hào đỉnh phong. Nói cách khác, giờ phút này hắn chỉ bằng vào thân thể, liền có thể cùng thần vương phong hào đỉnh phong chiến một trận, thậm chí nhẹ nhõm đánh bại. Đương nhiên, hiện tại hắn cường đại nhất không phải thân thể, mà là linh hồn lực. Cửu Thiên Phong Vương, chỉ bằng vào linh hồn, chín vị thần vương phong hào đỉnh phong cùng cấp bậc, cũng chưa chắc có thể chống lại. Tu luyện hoàn tất, phân thân phóng ra. Ở trong bất tử dung nham chỉ tu luyện xong, hắn cũng thuận lợi đạt đến phong vương đỉnh phong. Còn ngoan nhân, tu luyện chậm hơn quá nhiều, trong thời gian ngắn không có tác dụng, tiếp tục phong ấn ở trong thiên đạo chi thư. Tu vi đi đến cực hạn, không có linh khí thủy triều, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, Trương Huyền đang muốn căn cứ công pháp lĩnh ngộ ở trong đầu, cân nhắc kiếm pháp mới, chỉ thấy tiểu hoàng kê xuất hiện ở trước mắt. Thiếu gia, Vân Ly Thiên Vân Ly Đại Đế, 18 đế đi tới thủy. Triều Hải, thủy Triều Hải. Là nơi bắt đầu của linh khí thủy triều, mỗi lần thủy triều sẽ lan ra toàn bộ thần giới, nhưng muốn tìm được bảo vật chân quý nhất, khẳng định chỉ có thể tiến vào nơi này. Tiểu Hoàng Kê nói, linh khí thủy triều sắp bắt đầu. Trương Huyền ý thức được không đúng. Căn cứ suy tính, không có gì bất ngờ xảy ra, trong hai ngày sẽ mở ra. Tiểu Hoàng Kê gật đầu. Cho nên Vân Ly Đại Đế bảo chư vị đế quân dẫn người tới, sớm chuẩn bị. Đi thôi. Trương Huyền đứng dậy. Linh khí thủy triều, rốt cuộc đến rồi. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, đột phá thần vương phong hào, thậm chí. Đế quân. Hết chương 3887. Chương 3888. Thủy triều hải. Thủy triều hải, chỉ có dưới đế quân mới có thể đi vào, cho nên chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Một khi mở ra, cửu thiên cửu đế đều sẽ phái ra môn hạ của mình vào, tìm kiếm các loại bảo vật, chém giết, cướp đoạt là không thể tránh được, mỗi lần cao thủ chết ở trong đó. Không biết bao nhiêu, còn người nào đạt được bao nhiêu bảo vật, cửu đế không tiết lộ mà nói, không người biết được. Sau khi khôi phục thực lực, việc này Hoàng Kê từ trong tư liệu đọc biết. Lần này ta muốn để chủ nhân, lấy thân phận thần vương của Linh Nguyên Thiên tiến vào, nếu như có cơ hội ra tay. Bảo vệ những hậu bối kia của ta một chút, không bị thương tổn là được, đương nhiên không tiện mà nói, liền thôi. Cơ hội thích hợp, sẽ để cho bọn họ không bị thương tổn. Trương Huyền gật đầu. Đám người hỏa vũ, băng vũ thần vương phong hào, nếu là vãn bối của tiểu hoàng kê, cũng coi như là vãn bối của mình. Thủy triều hải xuất hiện nguy hiểm, một khi gặp được, trợ giúp thoáng cái cũng không sao. Đây là huy chương đại biểu Linh Nguyên Thiên ta, thiếu gia mang ở. Trước ngực, đi vào thủy triều hải, những người khác liền có thể phân biệt ra được ngươi thuộc về phương nào. Là liên hợp hay chiến đấu, sẽ có chỗ suy nghĩ. Tiểu Hoàng Kê đưa tới một huy chương. Trương Huyền mang ở trước ngực. Thần vương tiến vào bên trong thuộc về trận doanh cửu đế, cũng có rất nhiều tán tu, muốn liều một phát, đạt được nhiều tư nguyên hơn, có huy chương sẽ càng dễ xác nhận thân phận, nguy hiểm sẽ hạ thấp không ít. Tuy ở trong thủy triều hải không có quy tắc, nhưng người của đế quân, muốn giết còn cần suy nghĩ tỉ mỉ. Linh khí thủy triều một lần so một lần mạnh mẽ, trong đó sinh ra bảo vật, cũng một lần nhiều hơn một lần, thậm chí còn từng xuất hiện đồ vật có thể trợ giúp đế quân. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên túng đại đế mới có thể ngắn ngủi hơn 40 năm, liền đạt đến tình trạng có thể so với linh tê đế tôn. Hoàng Kê nhìn qua, ta nghe nói. Đế quân khác vì thủy triều lần này, vơ vét không ít cao thủ, thậm chí không tiếc sử dụng thời không kính, vặn vẹo thời gian. Khả năng chiến đấu sẽ càng thêm thảm liệt, thiếu gia cũng phải cẩn thận.
Nghe nói đế quân khác đều bồi dưỡng được rất nhiều thần vương phong hào, còn họ tên cụ thể, thực lực, hắn còn chưa kịp dò xét. Bất quá những người khác có chỗ chuẩn bị, bọn họ không chuẩn bị, phải càng thêm cẩn thận mới được. Thực lực của chủ nhân, dưới đế quân quả thực không có đối thủ, nhưng hai quyền khó địch tứ thủ, một khi hơn 10 vị thần vương phong hào vây công, lại thêm cạm bẫy, trận pháp bảo vật cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Nghe nói trong thủy triều hải, có không ít cạm bẫy tự nhiên, đế quân tiến vào bên trong cũng rất khó sống đi ra. Biết vị trước mắt này có ý tốt, Trương Huyền cũng không nhiều lời. Hai người một kê lần nữa vạch phá không gian, bay lượn về phía thủy. Triều hải. Thủy triều hải ở cuối cùng của thiên địa, từ trong thông đạo không gian đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Huyền rất lâu không nói ra lời. Trên không trung, tựa như nhiều hơn một cái lỗ thủng to lớn, ở biên giới không trung xanh thẳm, có một lỗ đen thật lớn, tĩnh mịch đen như mực, không biết thông hướng nào. Vô số lực lượng nóng nảy bị một cái lồng ánh sáng thật mỏng bao phủ. Lồng ánh sáng cực kỳ mỏng manh, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, triệt để bật nát. Hơn 40 năm trước, không trung đột nhiên xuất hiện lỗ đen này, linh khí thần giới giống như bóng bay bị đâm thủng, cấp tốc tiết lộ ra ngoài. Lúc này mới xuất hiện linh khí suy yếu. Bất tử đế quân nhìn về phía bầu trời đen nhánh, trong khuôn mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Vì sao lại xuất hiện lỗ đen, khi đó người bị người nào giết? Trương Huyền nghi hoặc hỏi. Hắn một mực rất kỳ quái, tiểu hoàng kê đến cùng là bị ai giết? Thực lực của đế quân, trừ cùng cấp bậc, không có người có thể chém giết, hơn 40 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới để cho nó vẫn lạc? Có thể liên quan đến lỗ đen bất ngờ xuất hiện này không? Ở danh sư đại lục, thời gian khổng sư tồn tại khoảng chừng ở hơn 4 vạn năm trước. Cũng chính là thần giới ở hơn 40 năm trước. Không trung thần giới sụp đổ, khổng sư đạt được thiên đạo hữu tự. Cả hai có liên quan hay không? Trí nhớ ta bị giết, dường như bị xóa đi, cho dù tu vi khôi phục, cũng dò xét không đến. Bất quá có lẽ liên quan đến lỗ đen này xuất hiện. Hoàng kê lắc đầu. Xóa đi. Trương Huyền chấn động. Có thể xóa đi trí nhớ của bất tử đế quân. Ở thần giới trừ Lạc Nhược Hy và Khổng Sư, không có người làm được. Không phải Linh Tê Đế Tôn, cũng không phải Khổng Sư. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Hoàng Kê lắc đầu. Thời điểm lỗ đen xuất hiện, Khổng Sư chắc còn ở danh sư đại lục, thậm chí vừa mới ra đời. Linh Tê Đế Tôn đang bận phủ kín cửa động, để linh khí không tiết lộ, báo tin chư thiên xây dựng đại trận. Căn bản không có thời gian. Cũng không có tinh lực ra tay với ta. Phủ kín cửa động, ngươi nói phong ấn này là Lạc Nhược Hy bố trí. Trương Huyền nhìn về phía phong ấn trước mắt. Vâng. Hoàng Kê gật đầu. Lỗ đen xuất hiện không lâu, hắn liền vẫn lạc, rất nhiều chuyện biết không nhiều, nhưng lỗ đen mới xuất hiện, cùng với chuyện phát sinh phía sau, thì vẫn có thể tìm hiểu một ít. Trương Huyền nhíu mày lại. Giờ phút này hắn xem như minh bạch. Vì sao Lạc Nhược Hy và Khổng Sư muốn tỉ thí và chiến đấu nhanh như vậy? Chỉ sợ liên quan đến lỗ đen trước mắt này. Vô cùng có khả năng, mình được Thiên Đạo Thư Viện cũng liên quan đến biến cố lần này. Hai người trò chuyện, lỗ đen trước mắt lay động kịch liệt, trở nên càng thêm dữ tợn. Ngay sau đó vô số linh khí bỗng nhiên xé rách phong ấn, như vòi rồng cuốn ra phía ngoài. Trong tích tắc, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thần giới như bị bão táp màu đen bao phủ. Tiến vào nhanh đi. Kèm theo một tiếng hét lớn, nơi xa có vô số bóng người cấp tốc xông tới, trong chớp mắt tất cả đều mất đi tung tích. Linh khí thủy triều bắt đầu. Trương Huyền sầm mặt lại. Còn tưởng đợi thêm chút thời gian, không nghĩ tới vừa tới đã xuất hiện. Bắt đầu, bọn họ đều đã tiến vào, thiếu gia, người cũng nhanh một chút đi. Hoàng Kê vội vàng gật đầu. Xòe bàn tay ra, muốn đưa Trương Huyền và Lạc Thất Thất vào. Trước không vội, còn có sự kiện hỏi thăm, ngươi không phải nói trước đó lỗ đen này thôn phệ linh khí thần giới sao? Vì sao lúc này sẽ dâng trào linh khí ra? Trương Huyền vội vàng hỏi. Không làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng trước sau mang theo nghi hoặc. Ta cũng không biết, có điều linh khí phía sau lỗ đen sẽ giống như thủy. Chiều. Sau khi thôn phệ một thời gian ngắn, sẽ dâng trào ra ngoài, nhưng linh khí dâng trào,
ngay cả 1% thôn phệ cũng chưa tới. Hoàng Kê lắc đầu nói, thần giới bí ẩn vô tận, cho dù hắn là đế quân cao quý, cũng không phải cái gì cũng có thể hiểu rõ tình hình. Thấy đối phương không hiểu, Trương Huyền không hỏi thêm nữa, linh hồn thả ra, bao phủ mình và Lạc Thất Thất, sau một khắc, đã bị tiểu Hoàng Kê đưa vào thủy triều hải. Lần nữa mở mắt, đã đến một chỗ hoang vu, đâu đâu cũng có nham thạch rách nát và linh khí hỗn loạn, một gốc thực vật, một sinh mệnh cũng không phát hiện. Hết chương 3888. Chương 3889. Đồng môn nhận nhau. Đây là thủy triều hải. Trương Huyền khó tin. Vốn cho rằng trung tâm của linh khí thủy triều có thể làm cho cửu thiên cửu đế chuẩn bị, sẽ có linh khí mạnh mẽ, thậm chí ngưng kết thành dịch giọt, không nghĩ tới ngay cả hoang dã của thần giới cũng không bằng. Nếu cửu đế đều động lòng, trong này nhất định có thể tìm được bảo vật, đi dạo bốn phía đi. Khiếp sợ chỉ chốc lát, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa, mang theo Lạc Thất Thất nhanh chóng bay vào chỗ sâu của thủy triều hải. Thời gian trở lại 10 phút trước. Trước thủy triều hải, đám người Vân Ly Đại Đế đứng lơ lửng giữa không trung. Xem ra lập tức sẽ bắt đầu. Hai mắt Vân Ly Đại Đế thả ra kim quang. Đúng vậy. Còn lại mấy vị Đại Đế cũng đồng thời gật đầu. Trước đó ta vẫn cho rằng, đế cấp liên quan đến huyết mạch, đi đến loại thực lực này, gần như không thể tiến bộ. Nhìn thấy đám người Thiên Túng Đại Đế mới hiểu được, Đại Đế cũng có thể tiến bộ, hơn nữa không gian cực lớn. Nhớ tới mấy ngày trước giao đấu, canh kim thiên phù mãnh đế quân nhìn không được cảm xúc. Đi đến đế cảnh, cho rằng lại không cách nào tiến bộ, bọn họ đều buông lỏng. Khi thấy Thiên Túng Đại Đế trở thành Đại Đế khoảng 40 năm, vậy mà cường đại hơn bọn hắn nhiều như vậy mới hiểu được, đế quân có thể nắm giữ uy lực như thế. Mấy lần linh khí thủy triều trước, các học sinh của Thiên Túng Đại Đế, mỗi một lần đều dựa dẫm thực lực cướp đoạt vô số bảo vật. Hiện tại không còn Đại Đế trợ giúp, không cách nào đi vào thủy triều hải, chúng ta lấy được bảo vật tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Liệt Dương Thiên trước Dương Đại Đế cười ha ha. Trước đó thuộc hạ của mình một mực bị các học sinh của Thiên Túng Đại Đế đè đánh, uất ức khó chịu. Hiện tại vị cường giả nghịch thiên này như phù dung sớm nở tối tàn biến mất, dù sao cũng nên đến phiên bọn họ nở mày nở mặt. Là tăng lên không ít, nhưng ngươi đừng quên. Thanh niên bên người bất tử đế quân kia. Nếu như hắn tham gia, bảo vật là của người nào, vẫn khó mà nói. Một bên Huyền Minh Đại Đế khẽ nói. Cửu Thiên Phong Vương, linh hồn đến Phong Vương đỉnh phong, chỉ. Bằng vào điểm ấy, Phong Vương khác liền chưa hẳn có thể chống lại. Hắn là rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là linh hồn mạnh mẽ mà thôi, thân thể và chân khí đều chỉ là thần vương sơ kỳ phổ thông. Chỉ cần chúng ta ban tặng hậu bối pháp bảo phòng hộ linh hồn, coi như linh hồn mạnh mẽ lại có thể thế nào. Trước Dương Đại Đế nói, đều biết Linh Nguyên Thiên có vị cường giả nghịch thiên này tồn tại, làm sao không đề phòng. Nếu như cho nửa năm hoặc càng nhiều thời gian, vị kia quả thực có thể trưởng thành đến tình trạng để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng ngắn ngủi một hai ngày, nhiều nhất vững chắc lực lượng cửu thiên phong hào mà thôi. Dưới tình huống chân khí và thân thể đều không tăng cường, chỉ cần người phía bên mình phòng ngự linh hồn, hồn phách của đối phương mạnh hơn lại có thể thế nào. Chiến đấu, dù sao vẫn phải lấy chân khí và lực lượng nói chuyện. Trước Dương nói không sai, Cửu Thiên Phong Vương rất lợi hại, nhưng giờ phút này hắn không phải vô địch, không nói mặt khác, ta mới sắc phong thần vương Triệu Nhã, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Phù Mãnh Đế Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Khắp khuôn mặt là tự hào. Hắn tiêu phí đánh đổi to lớn mới bồi dưỡng được hậu bối này, thiên tư. Mạnh mẽ, có thể xưng kinh khủng, đặc biệt là sức chiến đấu, mấy phong hào uy tín lâu năm cùng cấp bậc, liên hợp chung một chỗ cũng không phải đối thủ. Thật muốn phát huy toàn lực, cho dù vị kia là Cửu Thiên Phong Vương lại thế nào. Ở trong thủy triều hải không cách nào mượn lực lượng thiên đạo, trời thừa nhận nhiều hơn nữa, thực lực bản thân không đến. Cũng tuyệt không phải đối thủ của nàng. Ta nghe nói qua Triệu Nhã thần vương phong hào của canh kim thiên ngươi, nhưng Trịnh Dương phong hào của Liệt Dương Thiên ta cũng không hề yếu. Hai người chân chính chiến đấu, vị kia chưa chắc là đối thủ. Liệt Dương Đại Đế cũng không cam chịu yếu thế, cười lạnh. Cũng không phải chỉ có các ngươi mới tìm được thiên tài, Lộ Xung của U Hồn Thiên ta, tuy sức chiến đấu không mạnh,
nhưng sưu tập bảo vật và chạy trốn, sợ rằng các ngươi đều không đuổi kịp. Càn Khôn Ma Quân cười hắc hắc. Hắn am hiểu linh hồn, thực lực ở trong cửu đế không tính quá mạnh, nhưng muốn nói chạy trốn và tìm bảo bối, tuyệt đối không có người vượt qua. Các ngươi chẳng qua có một thiên tài mà thôi, Huyền Minh Thiên ta nắm giữ Viên Đào, Thiện Hiểu Thiên, Bạch Nguyễn Khanh, tỷ lệ càng lớn hơn các ngươi. Huyền Minh Đại Đế nói, Vân Ly Thiên ta cũng có Khổng Thi Giao, Lưu Dương cùng Trương Cửu Tiêu. Vân Ly Đại Đế cũng nói tiếp, đều là Đại Đế, đều có sự kiêu ngạo của mình, thật vất vả có truyền nhân mạnh mẽ, tự nhiên phải khoe khoang một phen, chèn ép khí diễm của những người khác. Các ngươi đã tìm được truyền nhân ưu tú như vậy, vì sao không cho bọn họ gặp mặt, mỗi người thi triển thủ đoạn một chút, nhìn đến cùng người nào lợi hại nhất. Thấy đám đại đế này vẫn chưa hay biết gì, Linh Lung Tiên Tử cũng không nhắc nhở, ngược lại cười hắc hắc. Không sai, trước gặp mặt cũng không sao. Vân Ly Đại Đế gật đầu, nói một tiếng. Khổng Thi Giao, Lưu Dương, Trương Cửu Tiêu, các ngươi ra đi. Hô, hô. Kèm theo lời nói, một nam một nữ từ phía sau bay tới, mỗi người mang theo khí tức lăng lệ, tựa như cắt phá không gian. Triệu Nhã, người cũng ra đi. Phù Mãnh Đế Quân vẫy tay một cái. Một nữ hài bay tới. Thấy hai vị đế quân này mang tới thần vương phong hào bồi dưỡng được, mấy vị khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau, vội vàng gọi. Rất nhanh, 11 thiếu nam thiếu nữ đứng ở phía trước rất nhiều đế. Quân. Quả nhiên đều là trẻ tuổi tuấn kiệt. Nhìn thấy rất nhiều thiếu niên trước mắt, tuy 6 vị đế quân không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, đế quân khác vừa mới sắc phong những người kia, đều không kém của mình. Trong lòng có cảm xúc, đang muốn để cho người bên mình cố gắng, đừng thua người khác, chỉ thấy 11 người trẻ tuổi nhìn thấy đối phương, lẫn nhau ôm quyền. Sư tỷ, sư huynh, sư muội, sư đệ. Mỗi người trên mặt rào rạt ra hưng phấn, biểu lộ đều là xa cách từ lâu gặp lại. Sư tỷ sư đệ, sư huynh sư muội, trừ Linh Lung Tiên Tử, các đế quân khác đồng thời trợn mắt, hai mặt nhìn nhau, triệt để bối rối. Tình huống gì? Ta bồi dưỡng các ngươi là đi vào thủy triều hải, là vì chiến đấu, cướp đoạt bảo vật, sư tỷ, sư muội là có ý gì? Chẳng lẽ trước đó liền quen biết? Một loại dự cảm không tốt tuôn vào trong lòng. Viên Đào, đây là có chuyện gì? Huyền Minh Đại Đế nhịn không được, mở miệng hỏi. Nghe được hắn hỏi thăm, những người khác cũng đồng loạt nhìn qua. Muốn nhìn đến cùng vị này nói thế nào? Bẩm báo đế quân, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Triệu Nhã là đại sư tỷ của ta, Vương Dĩnh là nhị sư tỷ, Lưu Dương là tam sư ca, Trịnh Dương là tứ sư ca, ta là lão ngũ. Lộ Sung là lục sư đệ, Ngụy Như Yên là thất sư muội, Trương Cửu Tiêu là bát sư đệ. Viên Đào tràn đầy hưng phấn giới thiệu. Huyền Minh Đại Đế, Vân Ly Đại Đế, Càn Khôn Ma Quân, Trước Dương Đại Đế, Phù Mãnh Đế Quân. Chúng ta tiêu phí đánh đổi to lớn như thế bồi dưỡng thiên tài. Đều là sư, huynh đệ. Ai con mẹ nó có thể nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Hết chương 3889. Chương 3890. Một phen vất vả vì ai vội vàng. Các ngươi là sư huynh đệ, vậy lão sư là. Huyền Minh Đại Đế buồn bực sắp từ không trung rơi xuống, mấy vị đại đế khác cũng đều trợn mắt lên, vẻ mặt như gặp quỷ. Đối phương có lão sư, ở Thần Sơn bọn họ đã nghe nói, chỉ cần tu luyện, ai còn không có mấy lão sư. Một mực không coi ra gì. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, 6 đại đế. Quân thu 11 vị truyền nhân, lại là cùng một lão sư. Cái tên này cũng quá nghịch thiên a. Làm sao tìm được đệ tử đều thiên tài như vậy? A, lão sư của chúng ta là. Viên Đào cười gật đầu, vừa định mở miệng, chỉ thấy Triệu Nhã lạnh lùng nhìn qua. Im miệng. Vâng. Viên Đào dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sư tỷ cắt đứt. Lúc này hắn mới nghĩ tới, lão sư từ trước tới nay khiêm tốn, không thích nhất chính là khoe khoang. Kiêu căng nói ở trước mặt 6 đại đế quân, là vi phạm phẩm chất của hắn, thuộc về đại bất hiếu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bọn họ đều tu luyện ở trong thời không kính, ngăn cách thực tế, tình huống của lão sư ai cũng không biết, ngộ nhỡ nói ra họ tên, để đế quân thẩm tra, chẳng phải tương đương với hại hắn.
Đế quân, thực xấu hổ, lão sư của chúng ta cực kỳ khiêm tốn, ở thần giới bừa bãi vô danh, không được hắn cho phép, chúng ta không tiện báo họ tên, mong được tha thứ. Thấy chư vị đế quân đồng thời nhìn lại, Triệu Nhã ôm quyền. Có thể giáo dục ra nhiều đệ tử ưu tú như vậy, mà thần giới không người biết được, quả thực đủ ưu tú. Huyền Minh đại đế mang theo xấu hổ, đang không biết nói cái gì, chỉ thấy trước mắt linh khí bạo động, linh khí thủy triều bắt đầu. Các ngươi đã thuộc về đồng môn, hẳn là sẽ không tàn sát lẫn nhau, có bảo vật, ai tìm được thì của người đó, không thể tranh đoạt. Tuy buồn bực, nhưng đã là sự thật, không thể cướp đoạt, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Thủy triều hải nguy cơ trùng trùng, dù các ngươi đều không kém, nhưng vẫn có một người cần phải chú ý. Thời điểm mọi người sắp vào thủy triều, Vân Ly đại đế đột nhiên mở miệng. Đám người Triệu Nhã đồng loạt nhìn qua. Linh Nguyên Thiên có một thanh niên cùng các ngươi kém không nhiều lắm, bởi vì thiên phú tuyệt hảo, được Cửu Thiên Phong Vương. Vân Ly đại đế nói. Nếu như các ngươi gặp, tuyệt đối không nên dùng linh hồn chống lại, tốt nhất là không nói hai lời, trực tiếp vật lý tấn công, trước đánh hắn bị thương nặng lại nói. Không sai. Các ngươi không phải đồng môn sao? Thực sự không được, vậy thì không nên tách ra, cùng một chỗ tiến lên, như vậy nguy hiểm sẽ trở nên ít đi một chút. Trước Dương đại đế nói xen vào. Vừa rồi ngoài miệng nói, Phong Vương phía bên mình không e ngại Trương Huyền, nhưng trong lòng vẫn không chắc. Cửu Thiên Phong Vương. Từ khi thần giới có lịch sử đến nay, chỉ có Thiên Túng đại đế, quá mức nghịch thiên. Tuy không có lòng tin đơn độc hành động, nhưng 11 vị đồng môn đồng thời ra tay. Vị kia đừng nói chỉ là Cửu Thiên Phong Vương, coi như chân khí đến tình trạng cao nhất, khẳng định cũng không chống đỡ được. Yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau trông coi, quản hắn Cửu Thiên Phong Vương hay là cái gì, dám tìm phiền phức, nhất định không thối lui chút nào. Triệu Nhã gật đầu. Không gặp được thì thôi, đã gặp được, các sư huynh đệ nhất định cùng nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau. Chắc chắn sẽ không ném xuống đối phương trực tiếp rời đi, nếu không làm sao xứng đáng lão sư dạy dỗ. Vậy là tốt rồi, đi vào đi. Thấy nàng nói như vậy, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Phù Mãnh đế quân, Vân Ly đại đế, Trước Dương đại đế, đồng thời ra tay, không gian trước mắt lay động, 11 vị cường giả Phong Vương đồng thời đi vào Thủy Triều Hải. Ha ha, thấy mọi người đều đi vào Thủy Triều Hải. Linh Lung tiên tử nhìn không được nữa cười to lên. Tiên tử có chuyện gì vui vẻ như vậy? Vân Ly đại đế nhìn qua. Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện thú vị, buồn cười mà thôi. Con mắt của Linh Lung tiên tử tựa như trăng lưỡi liềm. Tiên tử có phải biết chuyện gì hay không? Nói ra mọi người cũng có thể tham khảo một chút, cùng nhau ứng đối. Huyền Minh đại đế nói. Các ngươi thật muốn nghe. Linh Lung tiên tử sóng mắt lưu chuyển. Đương nhiên. Mọi người gật đầu. Vậy được, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Linh Lung tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi. Các ngươi có phải lo lắng, Trương Huyền kia sẽ ở trong lần linh khí thủy triều này, đạt được vô số bảo vật, trở thành Thiên Túng đại đế kế. Tiếp hay không? Cái này. Mọi người yên lặng. Tuy không nói ra miệng, trên thực tế là có lo lắng này. Thiên Túng đại đế, xuất hiện một vị là được, nhiều thêm một cái. Lại bị khiêu chiến một vòng, trên mặt mũi thật không dễ nhìn. Nhớ tới 40 năm qua, cửa cũng không dám ra ngoài. Càng nghĩ, càng thấy uất ức. Có phải các người nghĩ đến bản thân bồi dưỡng những hậu bối kia, có thể chiến thắng vị này, cướp lấy bảo vật, giúp các người đột phá cảnh giới trước mắt hay không? Linh Lung tiên tử nói tiếp. Nhìn thấy hai ngày trước chiến đấu. Ta không tin các ngươi không động tâm. Ai không muốn nâng cao một bước? Trước Dương đại đế không có che giấu nói. Đế quân cũng là người, cũng hy vọng bản thân càng cường đại. Trước đó không coi trọng linh khí thủy triều, mới để cho Thiên Túng đại đế trở nên cường đại như vậy. Hiện tại coi trọng, cũng bồi dưỡng cao thủ thuộc về mình. Vị Trương Huyền kia muốn trở thành Thiên Túng đại đế thứ hai, chắc hẳn không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng là được. Không cần quanh co lòng vòng. Trước Dương đại đế tính nôn nóng, khẽ nói. Không sai, không cần che giấu, tất cả mọi người ở đây, không cần thừa nước đục thả câu. Vân Ly đại đế cũng nói. Vậy ta nói.
Thấy mọi người kìm nén không được, Linh Lung tiên tử biết hỏa hầu đã đến, cười ra tiếng. Vừa rồi không phải các ngươi cũng kỳ quái, lão sư của đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương là ai sao? Thật ra thì ta biết. Là ai? Càn Khôn Ma Quân mới hỏi một câu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân thể. Cứng đờ, da mặt lay động. Sẽ không phải là... Không sai, chính là vị Cửu Thiên Phong Vương các ngươi lo lắng kia. Trương Huyền. Linh Lung tiên tử đắc y nói. Đi đến đế quân, vạn sự không để tâm, tương giao nhiều năm, còn là lần đầu tiên thấy chư vị lão hữu bộ dáng như vậy. Đều bởi vì người thanh niên kia. Quan trọng là tên này, còn cái gì cũng không biết. Bị động trang bức, giả chết người a. Cái này. Năm đại đế quân hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy trong đầu ý thơ đại phát, toát ra nhiều câu thơ kinh điển. Mấy phần thành chỉ ta không phần, một phen vất vả vì ai vội vàng. Thu đến trăm hoa thành mật nở, vì ai vất vả vì ai vội vàng. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Linh tê đế tôn là bạn gái của ngươi, bất tử đế quân là thú sủng của ngươi, bản thân là Cửu Thiên Phong Vương. Cái này thì cũng thôi, chúng ta tiêu phí vô số, vất vả bồi dưỡng hậu bối, vậy mà đều là học sinh của ngươi. Ngực khó chịu, năm đại đế quân có loại cảm giác thở không nổi. Còn nghĩ lần linh khí thủy triều này, có thể lên như diều gặp gió, trở nên mạnh mẽ giống như thiên túng đại đế, bây giờ mới biết. Mơ mộng hão huyền a. Chuyện này là sao, còn có thiên lý hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.